Bây giờ để phân biệt con mèo cam nào con già nhất không cần nhìn mặt, dỗ dỗ nghe cái tiếng, nghe cái da nó dai dai dày dày giống như là vận động viên sáu múi gì đó, là cái con vàng già nhất. Cái da nó còn dày hơn cả con vua ngáo. Tính cái con này nó già hơn vua ngáo luôn á. Mà tại sao nó già? Tức là nó sống lâu năm mà sống thấy người thấy chó nó không sợ là sao ta? Là hình như con này nó sống ở trong một cái môi trường rất là thân thiện nè, đúng không? Mà sao nó mò tới nhà tôi được hay vậy ta? Mà nó có cái lỗ mũi, có cái nốt ruồi giống con quách què. Hồi xưa quách què lỗ mũi bự, có cái ruồi bự lắm, còn nó ruồi nhỏ hơn mà có hai cái nết nó hiền như vậy. Không biết có nên cho cái thúi gặp nó, có phản ứng của hai đứa như thế nào không? Mà sợ khế chửi quá cái nó lên cơn, hai đứa sắp la cà sao ta? Trong khi năm con mèo nhỏ không ai muốn kiếp chuyện con vàng này hết đâu. Cái da thịt của nhị ca này mềm xèo nè, cũng mềm xèo. Chung cái đám này chưa tới 1 năm tuổi rồi, da thịt thấy đã. Mấy cái thành phần mà bắt chó bắt mèo để ăn thịt nó khoái mấy con trẻ trẻ da mềm xèo vậy nè, còn mấy con da già vậy nó chê nha. Cứ như không có còn tươi ngon nữa mà ăn nó không còn giòn nữa. Coi trên mạng nó bán thịt mèo một con nè, hình như 1 kg là 150 hay là 90 gì đó. Mấy con này có giá nè. Mấy bay mà vô tay mấy thành phần buôn thịt mèo để mà ăn giảm cái thành phần ăn tạp đó, cái gì cũng ăn được hết trơn á. Thịt chó, thịt mèo cũng ăn trộm cắp của người ta đi ăn. Nhìn tụi bay nó khoái lắm. Trời leo dưới xíu càng ngày càng ú vậy ơi. Mà cái lông của con xíu á, lúc đầu tôi nói cái mặt nó bệnh trộm thì đúng, mà cái màu lông của nó khá là đẹp mướp, mà mấy cái quần quện màu đen nó đậm nha, cứ như cái màu gấm gấm đã lắm. Còn con dẻ đít ghẻ này mà gặp mấy cái thứ ăn tạp đó bán mày chắc không đồng quá, đít ghẻ ai thèm ăn. Mà tôi để ý con leo nó thân thiết với con dẻ hơn xíu, tại vì con leo là con gái, con dẻ nó sẽ nhường hơn. Hồi đó giờ con dẻ nó hay ganh tị với con trai lắm, mà đang gặp con gái nó sẽ nhường. Con leo nó dám khiều con dẻ mà con xíu nó không dám khiều nha. Xíu mà động nhẹ cái thôi là dẻ bật chế độ mà hổn liền. Cái mặt của xíu thì bạnh trợn mà cái màu lông của xíu cực kỳ đẹp nha. Buổi sáng ban ngày á nó lộ cái dẻ bóng bẩy lên. Còn con leo cũng bóng nhưng mà không bằng con xíu nha. Có những cái mặt bạnh trợn mà được cái tướng với cái màu lông đẹp. Còn dẻ là thôi bỏ của, từ cái mặt hổ báo cho tới cái lông đít ghẻ. Thôi đừng không còn không nợ mày dưới hay gì. Hả? Có nhà không đếm ngoài đó đó đó, chửi đó chửi đó, bật chế độ chửi mà hổn đó. Con này con nào, con leo không sao. Dẻ hình như nó nhường con gái hơn trai, mà không hiểu tại sao hồi nhỏ con leo nó rất là quậy, nó đứng ở trên chuồng nó đạp động xíu không đó, rồi càng lớn kiểu như nó hiểu cái giới tính mình là con gái phải thì mị. Bây giờ ngược lại con xíu lại quậy hơn con leo rất là nhiều. Leo ở trên giỡn nhưng dẻ còn xíu nó không có dám giỡn, mặt bạnh trợn dễ sợ luôn á. Có kỳ vô côn kìa. Ôi con này lớn lên chắc dễ không dám lại gần nữa quá. Tại còn nhỏ hai đứa thân nhau rồi, lỡ thân là thân luôn. Khi lớn lên với cái nét bạnh trợn của xíu và nét hổ báo của dẻ chưa chắc gì hai con chịu thân với nhau đâu. Tại hồi nhỏ gặp nhau vậy đó. Đây nhìn kỹ cái mặt của con xíu đi. Con leo cái bên nè, con xíu đứng gần màn hình nhất nè ha. Cái lỗ mũi thì bự, không có đồng thanh đồng thủ. Còn con leo cái mặt sáng sủa không? Nhìn thấy bóng bẩy ra sợ không? Còn xíu cái mặt nó như cái mấp đậm quá xá. Đó, cái con mặt mày cân đối tướng tá thon thả là con gái, con leo. Còn cái con đầu bự bạnh trợn, có cái mũi con mắt nó bự mà không có ra hồn cái vía, những cái nét không có đồng thanh đồng thủ là con trai. Nhỏ này con gái. Lớn rồi biết giới tính của mình phải thùy mị dịu dàng. Hả leo? Thằng Phương đặt tên cho mèo rất là bất ổn. Tên leo là phải vô côn, xíu là phải dịu dàng thì mỹ, mà nó ngược lại hết hoàn toàn luôn á. Có ai tên xíu mà cái mặt bảnh trợn vậy không trời? Mà hình như con xíu á, cái thằng xíu này ở chung với dẻ con trai nhau, bị dẻ chửi hoài nó không có dám giỡn nhiều. Con leo chịu giỡn nhiều mà con leo càng ngày càng thùy mị, kiểu như nó thích ở chỗ này. Còn con xíu có vẻ như nó bị con dẻ chửi hoài nó không thích ở á. Chứ con dẻ là trận nữ khinh nam, đúng không xíu? Thì cái leo xíu tôi lộn hoài. Khi mình kêu từ xíu mình liên tưởng một con mèo nhỏ nhắn dễ thương thùy mị đáng yêu, nghĩ con ở trong. Còn leo phải là con quậy. Cái thằng Phương này đặt tên cho mèo là ngược lại hết hoàn toàn, không có đúng với cái tên. Hai con giỡn giỡn rồi con dẻ quạo lên là toàn chửi xíu luôn. Thấy mắc cười lắm. Trọng nữ khinh nam thấy rõ luôn. Tức là nó thấy mẹ gái cái nó nhường với mày dạng gái đẹp nữa, bây giờ nó không muốn mít lòng mày ha. Thấy mày đẹp dễ thương nó thôi, nó toàn chửi con kia không à. Quậy phá cỡ nào đi nữa cũng không bị con dẻ chửi, mà còn được con dẻ liếm cho nữa. Khi mà làm đổ cơm này nọ mà con dẻ nó quạo lên lon leo qua nó chửi không. Và đây là leo khi ở trong chuồng càng ngày càng lì lợm, tại ta không làm nó cũng bị chửi nữa. Đây là khuôn mặt của một đứa trẻ lúc nào cũng bị mắng chửi vô cớ, mặc dù nó đã lì sẵn rồi, không chửi mặt nó cũng vậy thôi, mà càng chửi thì nó càng nặng hơn. Còn đây là khuôn mặt của một cô gái lúc nào cũng sống trong gọi là chiều chuộng yêu thương, nó khác nhau một trời một vực mà thiệt. Con xíu nó xui sống chung với một con gọi là trọng nữ khinh nam. Nhưng mà lâu lâu con xíu lên cơn cũng bật lại dẻ hoài, chứ không phải nó hiền nhịn dẻ đâu. Nếu con leo với con xíu sống chung với con cam mọi chuyện sẽ khác hẳn, tại vì con cam nó còn lại gần liếm cho con leo với con xíu, còn con dẻ này thì liếm cho con leo nhiều hơn, lâu lâu mới liếm cho con xíu thôi. Nói chung con này đúng là nó trọng nữ khinh nam. Bây giờ tôi sẽ thử cho con cam già là con cam niễn vô chung với nhà con dẻ con leo xíu. Mà nếu mà leo xíu ở chung với cam niễn mà leo xíu vui lắm, tại vì cam niễn rất là dễ thương, hay liếm cho leo với xíu lắm. Dẻ là không có hiếm khi. Ồ, con cam niễn đang nằm trên khen, con khen nó nhường chỗ cho cam niễn kìa. Khi mà tôi đưa khen tới gần cam niễn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ai khen khen, ủa khen, con khen với con cam giống như anh em tốt vậy. Chưa, anh em tốt luôn á quý vị.
Càm dễ thương lắm. Để ý cái mặt con Càm vô đây bình thường không đến nỗi nào, mặc dù con Nhĩ Ca nó hơi khó, giờ Nhĩ Ca cũng không kiếm chuyện với Càm nữa rồi. Và khi vô chung với Dẻ thì Càm vô chơi với Dẻ với leo xíu rồi đó, đó vô chữ người ta nhỏ mà hỗn láo. Mày chửi không? Đây đây là mặt của Càm khi bị chửi. Đây, cái mặt nó thể hiện rõ ràng lắm nha. Quạo vui buồn cũng thể hiện trên mặt hết. Bước vô đây cái mặt nhăn nhăn liền. Nếu một mình con Càm sống chung với con leo xíu là leo xíu rất là thoải mái luôn. Nhưng mà ba đứa này sống chung nhau thì con Dẻ nó ở mình, tội nghiệp nó. Bây giờ không có ai chơi được Dẻ, chỉ có leo xíu còn nhỏ tập tành từ từ thì được. Chứ con Dẻ mà không có leo xíu chơi chung là nó khỏi ở chung với ai luôn. Một con mèo cô độc luôn á. Leo xíu còn nhỏ phải tập thích nghi với mấy con khó khó như con Dẻ. Mà nếu như con Cam ở trong này ha, là con Dẻ bị ra ghè liền á. Tại nó khó tánh quá, đâu ai chịu chơi chung với nó đâu. Nó có mèo khác mình đụng nhẹ nhẹ bắt đầu nó gừ gừ kiếm chuyện này. Này trong khi con Cam đó quý vị, con xíu chạy là ôm liếm cho con Cam thấy không? Con xíu nó biết con nào dễ con nào hiền rồi con leo cũng phóng xuống. Toàn chơi với con Cam không. Có chưa gì mà con Dẻ ra ghè rồi đó. Hỏi sao Dẻ nhìn thấy Cam nẻn giỡn với hai đứa nhỏ, nó cứ gừ gừ hoài, tại nó ganh tị với người ta. Con Cam nẻn mà ở đây hoài là hai con leo con xíu rồi, không thèm giỡn như Dẻ. Từ đó về sau Dẻ ra ghè, đâu còn bạn gì để mà giỡn đâu. Ăn ở sao?